xin chào các bạn. Thì chiều hôm nay á, mình chuẩn bị làm cái món mứt sớm. Thì sẵn đây mình cũng sẽ quay cái clip này lại để mình chia sẻ cho các bạn cách mình làm mứt sớm ha. Thì thường á, mứt sớm thì các bạn sẽ làm chung với một ít gừng, nhưng mà do hôm nay là mình làm cái mứt sớm này để dành cho mấy đứa cháu trong nhà ăn, nên mình không có sử dụng gừng ha. Và mình có sử dụng đây là 1,5 kg sớm, 530g đường, nửa ký đậu phộng, một ít mè trắng và một muỗng cà phê muối ha. Thì theo cái cách của mình á, thì cứ 1 kg sớm mà các bạn đã gọt ra sẵn như thế này nè, thì mình sẽ sử dụng là 350g đường ha. Hôm nay là mình sử dụng 1,5 kg, là mình cân tầm khoảng là 550g đường nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình đi gọt cái phần khớm của các bạn. Các bạn lưu ý cho mình á, khi mà mình chọn khớm thì các bạn chọn những cái trái khớm mà còn xanh nha. Các bạn đừng có chọn cái khớm mà chín vàng quá nha. Thì cái khớm mà chín vàng quá thì cái kẹo của mình sẽ không có ngon bằng ha. Rồi bây giờ thì mình lấy cái cùi khớm ra rồi mình bào khớm lát cho các bạn. Nên mình sẽ lấy cái cùi khớm như vậy nha. Đây về cái phần mà các bạn chọn khớm á, thì các bạn chọn những trái còn tươi xanh nha. Các bạn hạn chế sử dụng những cái trái mà nó đã chín vàng rồi nha các bạn. Thì theo mình á, những cái trái khớm mà còn tươi xanh á, thì khi mình xào ra cái mứt của mình nó sẽ dẻo hơn và nó có cái độ tơi á, nó sẽ có sợi ngon hơn là so với các bạn sử dụng cái khớm chín nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy cái phần cùi ra rồi mình sẽ bào mỏng cái phần khớm này nha các bạn. Sau khi mà các bạn tách hết cái phần cùi khớm á, thì bây giờ mình sẽ đem đi tách ra nhuyễn cái phần khớm này nha các bạn. Thì sẵn đây thì mình cũng nói luôn ha, nếu trường hợp mà các bạn có sử dụng mà gừng á, thì gừng các bạn cũng sẽ là sắc mỏng và mình sắc sợi nha. Mình sắc cái cọng gừng của mình càng nhuyễn thì cái mứt của mình nó sẽ càng dẻo và ngon hơn nha các bạn. Bạn lưu ý là mình sắc cho mình những cái miếng khớm nó mỏng như thế này ha. Rồi bây giờ tương tự thì các bạn sắc hết cái phần khớm này cho mình nha. Và đây là cái khớm mà mình sắc xong nè các bạn. Thì cái khớm nè các bạn lưu ý là cái mình các bạn sắc cho mình sới càng to thì xíu nửa cuốc của mình á, nó sẽ có cái phần chứa sợi càng ngon hơn ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ chắc bỏ cái phần nước khớm qua một bên nha, để xíu nữa mình xào trước nha các bạn. Rồi bây giờ mình nhắc cái bỏ cái khớm qua bên một cái tô riêng ha. Để xíu nữa cái nước khớm này nè mình sẽ cho vô cái chảo để mình xào lúc đầu. Còn cái phần khớm này á thì mình sẽ đi ướp đường nha các bạn. Các bạn đây là cái phần khớm mình đã xong rồi ha. Các bạn cố gắng mình sắc cái khớm cho nó có cái mảng to to để mình xào khớm ra được đẹp hơn ha. Rồi bây giờ thì mình tiến hành mình chắc cái nước khớm này ra mình để riêng. Mình chừa lại cái phần xác của cái khớm á, để xíu nữa mình ướp đường ha. Bây giờ mình nhắc khớm nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn tự các bạn dắt khớm cho mình nha. Rồi sau khi mình dắt rồi thì mình sẽ được một phần khớm và một phần nước như thế này ha. Thì cái phần khớm này các bạn sẽ cho đường vô ướp nha các bạn. Thì cũng tương tự như cái mứt chùm ruột á, thì mình cho vô đây tầm khoảng 450
150g ha. Rồi mình rửa lại một ít nè, qua vô cái tô này ha. Rồi bây giờ mình trộn cái phần sốt lên nha các bạn, mình trộn cái đều lên ha. Rồi nếu như các bạn có xào với gừng á thì các bạn sẽ trộn gừng vô chung luôn nha, để mình ướp sớm. Và trong cái thời gian ướp sớm này nè, các bạn đem cái sớm ra ngoài anh á, rồi mình ướp á thì một chiếc rồi cái sớm của mình á nó sẽ trong lên rất là đẹp luôn các bạn. Và nếu mà các bạn không có điều kiện phơi nắng thì các bạn có thể là bọc cái màng bọc thực phẩm mà các bạn cho vô ngăn mát tủ lạnh nha. Và cái phần nước này các bạn cũng phải là bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh luôn nha các bạn, đến khi nào mà mình có thời gian mình xào thì mình lấy ra mình xào ha. Các bạn sẽ tiếp tục cho vào đây 2,5 muỗng cà phê nước cốt chanh, hoặc các bạn có thể sử dụng nước cốt mà của trái tắc như mình nha. Sau khi mình cho tất cả các hỗn hợp nước như thế này thì bây giờ các bạn đun cái hỗn hợp nước này trên cái lửa trung bình nha các bạn. Các bạn cũng đừng nên đun lên cái lửa mạnh quá nha. Và bây giờ mình nấu cho cái phần nước này á nó được tan đường mình kẹo lại nha. Thì sau khi cái nước đường của mình á tan hết rồi nè, và nó có phần sệt sệt và lên màu á, thì mình cho cái phần khóm lúc nãy vô đây mình xơm nha. Thì hồi nãy mình vắt nước tắt á thì có cái phần vỏ đó, thì mình cũng có sắc sợi mình để chung vô khóm thôi các bạn. Thì cái vỏ của trái tắc này á, khi các bạn xào lên thì nó cũng rất là thơm ha. Do đây là tắc nhà của mình á, mình không có sử dụng là phân bón hay thuốc trừ sâu gì á, nên là khi mình để vô đây thì mình ăn rất là yên tâm luôn á. Rồi sau khi khoảng từ 20 phút á, thì cái phần nước nó bắt đầu hơi sọt lại rồi các bạn. Thì vào cái thời điểm này thì các bạn bớt lửa xuống cho mình nha, và kết hợp với là mình đảo đều cái phần khóm các bạn, để tránh cái phần khóm của mình nó sẽ bị khét. Thì khóm thì các bạn nên lựa những cái khóm mà già nha các bạn, lựa khóm non á, thì cái khóm nó còn màu hơi trắng á, không có lên màu đẹp ha. Thì sau khi mình lên một xíu nữa thì cái mứt của mình á nó đã lên màu vàng rất là đẹp và rất là trong rồi nè. Rồi khi mà các bạn thấy cái phần nước của cái kẹo này á nó đã cạn hết rồi, đã ráo rồi, thì các bạn tiến hành mình thử kẹo nha. Rồi các bạn chuẩn bị một cái chén nước và mình múc ra một cái mẫu kẹo nhỏ như thế này nha. Nếu như mà các bạn để tầm khoảng 2 phút á mà cái kẹo của mình nó không bị phao ra và nó dẻo như thế này, không có bị tan trong nước, thì cái kẹo của mình đã tới rồi đó. Giờ các bạn tắt bếp nha, và mình cho cái phần đậu phộng mình đã rang sẵn vô, mình trộn đều lên nha các bạn. Thì tùy theo các bạn ăn đậu phộng ít hay nhiều thì mình điều chỉnh cái lượng đậu phộng thích hợp ha. Thì với 1,5 cái khóm này á, thì mình sử dụng khoảng tầm là 300g đậu phộng đó các bạn. Và sau khi mình trộn đậu phộng như thế này ha, thì các bạn cũng đợi cho cái phần kẹo của mình á hơi nguội một xíu ha, và ấm ấm á, rồi mình hãy để ra khuôn nha. Thì cái khuôn mình đã trải sẵn cái bọc thực phẩm, và mình tha một ít dầu mình rắc nè lên ha. Thì cái bề mặt này các bạn cũng rắc thêm một ít đậu phộng nha. Rồi cái phần kẹo của mình á đã nguội rồi nè các bạn, nguội nhưng mà vẫn còn ấm ấm nha. Rồi xong rồi mình cho ra khay ha.
và tranh thủ cái phần kẹo của mình á, còn ấm các bạn dàn đều phần kẹo ra nha. Rồi sau đó là mình cho lên bề mặt trên đây thêm một ít nè nha. Thì cái phần mè và cái phần đậu phộng á, thì các bạn sẽ cho thêm tùy vào ý thích của mình nha các bạn. Các bạn thích ăn nhiều thì các bạn để nhiều ha. Các bạn thích ăn ít thì mình để ít lại nha, không sao hết. Và bây giờ thì mình sẽ dàn cái phần kẹo ra cho cái kẹo mình nó được dẻ hơn và cái mặt thẳng á, nó sẽ mịn hơn ha. Các bạn có thể là dùng cái cây cán bột hoặc là cái ly gì các bạn cán cho đều ha. Và sau khi mình dàn cái phần bọt cái phần kẹo của mình ra thì cái phần kẹo của mình nó được một khối như thế này nè các bạn. Và cái kẹo của mình á, như vậy là xong rồi. Bây giờ các bạn đem để qua một bên ha, đợi khi nào kẹo nguội á thì các bạn lấy ra các bạn cắt và mình gói là mình bảo quản nha. Rồi bây giờ mình sẽ đem cái phần kẹo đã nguội nè, mình đem ra mình cắt ha. Bây giờ mình cho các bạn xem cái phần kẹo của mình nè, rất là khô ráo nha các bạn. Bề mặt thì khô ráo, không có bị nhão, nhưng kẹo cũng rất là dẻo, vẫn giữ được cái độ dẻo bên trong. Và cái hạt đậu phộng, hạt mè của mình thì vẫn rất là còn giòn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem ha. Thì tùy theo ý thích của các bạn mà các bạn sẽ cái hình dạng kẹo mà các bạn theo yêu cầu nha. Rồi như các bạn thấy nè, kẹo của mình rất là khô ráo và rất là dẻo, không có bị dính dao ha. Ai kẹo mình dẻo lắm nè các bạn. Và lên màu của khóm rất là trong. Nếu như các bạn không có thời gian thì các bạn có thể là rã ra từng thanh như thế này và mình lấy cái giấy thấm dầu á các bạn. Hoặc là các bạn lấy cái màng bọc thực phẩm á, các bạn quấn riêng từng thanh thế này ha. Khi nào mình ăn tới đâu mình ra mình cắt tới đó. Hôm nay sẵn đây thì mình cũng cắt ra từng cái cọng rồi mình sẽ quấn cái bọc ni lông luôn ha. Đây mình sẽ xắt cái phần kẹo của mình á theo hình dạng như thế này nha các bạn. Thì mình thấy cái món kẹo này khá là đơn giản các bạn, và cái thời gian xào cũng rất là nhanh, và cái công đoạn chuẩn bị thì cũng rất là đơn giản. Thì mình hy vọng sau khi mình chia sẻ cái clip kẹo khóm thế này thì các bạn cũng sẽ làm thử ha. Thì hy vọng là các bạn cũng sẽ thành công 100% vào cái lần làm đầu tiên nha, để mình có thể là chuẩn bị những cái món mứt ngon cho gia đình mình để nhâm nhi vào những ngày Tết nè. Thì do mình có thời gian rảnh nên á, mùa này á, mình thường làm những cái món kẹo truyền thống cho cái dịp Tết á, để dành để những ngày Tết mình sẽ thưởng thức cùng với gia đình để không cần phải mua ở ngoài nữa các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn xem thành phẩm của mình nè. Bạn xem kẹo của mình rất là bóng bẩy ha, rất là trong và rất là dẻo. Nếu các bạn cũng có cùng sở thích là làm bánh kẹo như mình thì xin mời các bạn ghé qua thăm kênh của mình và nhớ để lại cái đăng ký ha. Rồi khi nào mình có những cái video clip làm bánh kẹo mới mình sẽ cập nhật cho các bạn xem ha. Và bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo nha.